mỗi ngày thức dậy, bạn nên cảm ơn cuộc sống này, vì biết đâu, ở một nơi nào đó, con người ta vẫn đang đấu tranh mỗi ngày chỉ để được sống. Sự thật là, hạnh phúc luôn đi đôi với đau khổ, nhưng điều quan trọng là bạn có khả năng giải quyết đau khổ đó như thế nào. Liệu rằng những điều quý giá trong cuộc sống còn ý nghĩa nữa không nếu bạn không trải qua những khó khăn, đau khổ để đạt được? Và bạn hãy luôn nghĩ về những gì bạn có, thay vì cứ chăm chăm vào những gì bạn không đạt được, bởi vì giá trị thực sự chính là những gì bạn đang có. Sau đây sẽ là một vài lời khuyên giúp bạn có động lực khi bạn gặp khó khăn. Lời khuyên số 1. Nỗi đau là một phần của sự trưởng thành. Đôi khi, cuộc sống quay lưng với bạn, các cánh cửa cơ hội đóng sầm trước mặt bạn, thì đó là lúc bạn tiến lên phía trước. Điều đó không xấu, bởi vì thường chúng ta hài lòng và an phận với hiện tại, trừ khi hoàn cảnh bắt chúng ta thay đổi. Khi bạn gặp khó khăn, hãy luôn nhớ rằng mọi việc xảy ra đều có lý do của nó, và nỗi đau cũng vậy. Hãy vượt qua những nỗi đau, nhưng đừng bao giờ quên những điều bạn học được từ nỗi đau ấy. Bạn đang chiến đấu không có nghĩa là bạn thất bại, và để đạt được thành công, bạn phải nỗ lực chiến đấu không ngừng. Bất cứ việc gì cũng cần có thời gian, bạn hãy luôn lạc quan và kiên trì. Có thể không phải bây giờ, nhưng cuối cùng rồi mọi chuyện sẽ cũng đâu vào đấy. Và hãy luôn nhớ rằng nỗi đau cũng có hai loại, có những nỗi đau sẽ dày vò bạn, và có những nỗi đau cũng sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn. Thay vì kháng cự hay trốn chạy, bạn hãy đón nhận nó và trưởng thành hơn. Lời khuyên số 2. Không có gì là mãi mãi. Mưa rồi sẽ tạnh, vết thương rồi cũng sẽ lành, trời tối rồi trời sẽ lại sáng. Một quy luật đều diễn ra mỗi ngày, và rồi bạn quên mất. Thay vào đó, bạn lại nghĩ rằng màn đêm là mãi mãi. Không, bạn hãy nhớ rằng không có gì là mãi mãi cả. Nếu bạn hạnh phúc ngay giây phút này, thì hãy tận hưởng nó đi, vì chẳng có gì là mãi mãi. Và bạn cũng đừng quá lo lắng nếu bạn gặp chuyện buồn, bởi vì nó cũng sẽ qua nhanh thôi. Đơn giản là vì bạn đang gặp chút khó khăn, đâu có nghĩa là bạn sẽ không thể cười. Mỗi giây chính là sự bắt đầu và kết thúc. Vì vậy, mỗi giây kết thúc, bạn sẽ có một cơ hội trong khoảnh khắc tiếp theo. Hãy đón nhận và sống hết mình trong mỗi giây phút đó. Lời khuyên số 3. Lo lắng và than vãn chẳng có ích gì cả. Những người hay than vãn chắc chắn sẽ không bao giờ thành công được. Cố gắng hết mình để làm điều lớn lao, để rồi thất bại, còn hơn là thành công trên những thứ có sẵn. Nếu bạn thất bại thì chưa hẳn đã là kết thúc, nhưng nếu bạn cứ than vãn thì chắc chắn đó là dấu chấm hết. Than vãn mọi chuyện không thể khiến tương lai của bạn tươi sáng hơn. Thay vào đó, bạn hãy hành động, hãy nỗ lực vì niềm tin của bạn. Hãy áp dụng những điều bạn học được vào trong cuộc sống, đừng để quá khứ nhấn chìm tương lai của bạn. Và hãy thay đổi và đừng than vãn nữa. Mặc cho chuyện gì xảy ra trong cuộc sống, bạn hãy luôn nhớ rằng hạnh phúc thực sự chỉ khi bạn ngừng than vãn và biết ơn khi không gặp phải những khó khăn khác. Lời khuyên số 4. Vết thương lòng chính là sức mạnh. Đừng mặc cảm với những vết thương lòng trong cuộc sống. Mỗi vết thương lòng là minh chứng của nỗi đau đã qua, có nghĩa là bạn đã chế ngự nỗi đau, rút ra bài học, trưởng thành hơn và bước tiếp. Bạn nên tự hào về vết thương lòng ấy, đó chính là bằng chứng của sức mạnh. Đừng để vết thương lòng ấy chế ngự bạn, đừng sống trong sợ hãi, vì vết thương lòng ấy sẽ chẳng bao giờ biến mất, nên cách tốt nhất là thay đổi cách nhìn của bạn về nó. Vết thương chính là nơi ánh sáng xuất hiện sau tất cả sự chịu đựng, đó chính là tâm hồn mạnh mẽ. Tính cách mạnh mẽ của con người thường gắn liền với vết thương lòng. Hãy xem vết thương lòng như một bằng chứng rằng bạn đã làm được, bạn đã vượt qua được, và đó là cơ hội để bạn trưởng thành hơn nữa. Lời khuyên số 5. Mỗi cuộc đấu tranh chính là một bước tiến. Trong cuộc sống, kiên nhẫn không phải là chờ đợi, đó chính là thái độ tích cực khi bạn đang theo đuổi ước mơ của mình. Khi biết được điều ấy hoàn toàn đáng để bạn cố gắng, thì hãy bắt đầu, hãy bỏ hết thời gian và dốc hết sức mình để thực hiện. Điều này có thể đồng nghĩa với việc bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân bạn. Thậm chí, nhiều lúc bạn sẽ cảm thấy bất an. Có thể là bạn sẽ không ăn những món quen thuộc, không ngủ trên chiếc giường thân quen. Có thể bạn sẽ hy sinh các mối quan hệ và những thứ thân quen, hoặc cũng có thể sẽ phải chấp nhận sự gièm pha, phản đối của bạn bè. Có thể bạn sẽ cô đơn trong việc theo đuổi ước mơ. Tuy nhiên, sự cô đơn này sẽ cho bạn không gian riêng để làm những điều tuyệt vời nhất có thể. Ngoài ra, còn những thứ khác chỉ là phép thử cho lòng quyết tâm và niềm khao khát đạt được ước mơ của bạn. Nếu bạn muốn điều gì đó, bạn hãy hành động ngay, mặc dù có thất bại hay bị cho là lập dị. Bạn sẽ nhận ra rằng mọi thứ dần tiến triển theo chiều hướng tốt hơn, thậm chí tốt hơn bạn nghĩ. Quan trọng chính là quá trình bạn trải qua để đạt được điều bạn muốn. Vì vậy, bạn hãy nỗ lực hết mình, làm hết mọi cách có thể để đạt được điều ấy. Không có cảm giác nào tuyệt vời hơn khi bạn chinh phục được giấc mơ của mình. Lời khuyên số 6. Tiêu cực của người khác không liên quan đến bạn. Hãy luôn suy nghĩ tích cực khi xung quanh bạn chỉ toàn sự tiêu cực. Hãy mỉm cười khi ai đó cố làm bạn buồn. Thật không khó để duy trì tinh thần lạc quan và tập trung khi người ta đối xử tệ với bạn. Đừng trở nên xấu tính, mà hãy là chính mình. Đừng để sự cáu gắt của người khác ảnh hưởng đến bạn. Đừng để tâm đến những gì người ta nói, mặc dù rõ ràng điều đó xâm phạm đến sự riêng tư của bạn. Hiếm khi ai làm điều gì đó vì bạn. Hãy nhớ rằng họ chỉ làm vì bản thân của họ mà thôi. Và hơn hết, đừng bao giờ thay đổi chính mình để phù hợp với một ai đó. Hãy thay đổi khi việc đó có thể giúp bạn tốt hơn và có một tương lai tốt đẹp hơn. Hãy lắng nghe bản thân trước khi lắng nghe những gì người khác nói. Bởi vì dù bạn có làm gì và làm tốt như thế nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ cố dìm hàng bạn. Vì thế, nếu bạn có tin vào điều gì đó, bạn hãy chiến đấu để bảo vệ niềm tin ấy đến cùng. Và lời khuyên số 7. Điều gì sẽ xảy ra thì cuối cùng cũng sẽ xảy ra. Bạn mạnh mẽ thật sự
khi bạn muốn khóc nhiều nhất, muốn than vãn nhất, thì bạn chọn cách mỉm cười và trân trọng cuộc sống ngày hôm nay. Sau mỗi nỗi đau, nếu bạn chịu mở lòng, thì đó chính là sự hạnh phúc, bởi vì mọi thứ trên đời không thể nào diễn ra theo ý bạn 100% được. Tóm lại, bạn yêu cuộc sống khi bạn tin vào chính mình, biết nắm bắt cơ hội. Bạn có thể đánh mất hạnh phúc, nhưng chắc chắn rồi bạn sẽ tìm thấy nó. Trân trọng quá khứ và học hỏi đến từ kinh nghiệm. Vì cuộc đời là một chuyến đi dài, bạn đừng quá lo lắng và cũng đừng nghi ngờ trên mỗi chặng đường cuộc sống này. Bạn hãy cười ngay khi cảm thấy rối bời và hãy cảm nhận từng phút từng giây của cuộc sống, bởi vì có thể nó sẽ không đưa bạn đến nơi bạn muốn đến. Cuối cùng thì cuộc sống khắc nghiệt, nhưng bạn sẽ là chiến binh bất diệt. Hãy cười mỗi ngày, hãy khác biệt nhưng vẫn xinh đẹp, hãy khiến người khác cười bằng trái tim bạn. Đừng mệt mỏi với những thứ diễn ra không theo ý bạn. Hãy sống đơn giản, yêu thương và không tính toán, sống không giả dối và làm việc hết mình. Khi bạn gục ngã, hãy đứng lên và bước tiếp, hãy trưởng thành mỗi ngày bạn nhé.